Này tôi cần cầm ba cầm 3G được băng, nó có chương trình là 5.000. Tôi cần giúp đăng ký và cai xe nha quan, nó sẽ phát cho các bạn. Tôi quên đâm ít 1.000 coi, 1.000 đó coi. Rồi đầu tiên các bạn click cho phần link mô tả, mình đăng ký một cái tài khoản nha các bạn, đăng ký địa chỉ email, password, mật khẩu, gmail, mail confirm nha các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn cai xe nha các bạn. Rồi các bạn nếu không chọn trong web máy tính, các bạn bấm vào web VDSN các bạn. Này một cái sàn thôi. Rồi các bạn điền thông tin vô các bạn. Feed name, last name. Các bạn ghi họ và tên. Rồi gender là các bạn nam chọn nam, nữ ghi nữ các bạn. Mình nam là Male nè. Rồi ngày tháng năm. Rồi số điện thoại, passcode, địa chỉ, thành phố. Rồi các bạn chụp lên một giấy chứng minh nhân dân mặt trước, chứng minh nhân dân mặt sau, bạn cấp cha, bấm submit các bạn. Các bạn dùng Google dịch, các bạn dịch ra đi các bạn. Dịch ra bạn điện địa chỉ đi rồi mình làm sao, rồi mình hướng dẫn các bạn. Rồi các bạn lý vào phần link thứ hai của mình để làm ai gấp các bạn. Rồi các bạn click phần 2 mô tả, các bạn vào đây, các bạn vào đây subscribe theo dõi theo world và like cho nó đấy, vài bài và tài quyết lẫn các bạn. Rồi các bạn ghi, các bạn vào trang cá nhân của mình ghi là username account đây nè, dòng đầu. Rồi dòng thứ hai là các bạn điện địa chỉ email các bạn. Rồi các bạn lướt cấp cha, rồi các bạn bấm join này group. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành nha các bạn. Thank you for... Ồ, kèo này kèo ngon các bạn. Ủa sao kỹ ta, sao không được ta, đem điền lại các bạn. M5F6T. Rồi các bạn bấm vô này giúp nha. Đụng cái này không lỗi, lỗi mới sợ. Được không ta? Vô được rồi con, được con, được con, được con, được con. Vô. Thánh Diêu. Rồi như vậy là mình đã được rồi các bạn. Nó lấy Thánh Diêu là thông báo được hồi nãy rồi mà mình join nữa. Vậy bây giờ mình kết thúc nha các bạn.